xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 11 tháng 11 năm 2022 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý công việc vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra lên xuống thất thường, cơ hội tốt và vận may đã đến. Xong, người tuổi tí vẫn còn chưa chủ động sẵn sàng để đón nhận chúng. Nếu chẳng may bỏ lỡ một lần, chưa chắc sẽ đợi được những lần tiếp theo. Cơ hội là một thứ như vậy. Tình cảm Vận trình tình cảm đón nhận nhiều tin vui. Ngày hôm nay có dấu hiệu cho những cuộc tình nồng nàn đậm sâu. Bản mệnh với người ấy đi qua nhiều sóng gió mới tìm được sự đồng điệu trong lý tưởng lẫn quan điểm sống. Tài chính, Vận trình tài lộc không có nhiều thay đổi, tuy nhiên một vài dự định cá nhân dễ làm bản mệnh tiêu tốn một khoản tiền kha khá. Cẩn trọng, việc ăn uống thiếu kiểm soát dễ làm, cân nặng tăng nhanh chóng dẫn đến tình trạng cơ thể mất cân đối. Tuổi giáp tý con đường tài lộc bấp bênh do đầu tư thiếu hiệu quả. Tuổi bính tý có thể rơi vào thế bị động và bị lợi dụng lừa đảo khiến tiền bạc tiêu tan tuổi mậu Tý cần phải tỉnh táo để không bị kẻ gian lừa gạt. Tuổi canh tỷ hãy biết trân trọng đồng tiền mình làm ra. Tuổi nhâm tỷ gặp bế tắc trong mối quan hệ tình cảm. Con số may mắn số 3, số 10, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi sửu. hai Tử vi hàng ngày của tuổi sửu, công việc Phần trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối tốt đẹp. Bản mệnh có cơ hội để thăng quan tiến chức, nâng cao địa vị tại nơi làm việc. Tuy nhiên, đòi hỏi duy nhất trong thời điểm hiện tại là sự tỉnh táo khôn ngoan của người cầm tình con trâu. Tình cảm Vận trình tình cảm kiểm sắc ngày hôm nay nhắc nhở con giáp này nên hạ thấp cái tôi của mình để không đưa ra các cuộc xung đột lên tới đỉnh điểm để giữ gìn hòa khí gia đình, người trong cuộc cần phải có sự nhường nhịn bao dung lẫn nhau. Tài chính, vận trình ta lộc có bước tiến đột phá đáng kể, tổ sổ có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không còn gánh nặng cơ máu gạo tiền như trước. Cẩn trọng, tình trạng khó thở, đau buốt vùng ngực là điểm bảo của những căn bệnh cần quan tâm. Tuổi Ất Sửu thuận lợi vượt qua khó khăn thử thách. Tuổi đền sổ, kiên trì với mục tiêu nhờ tinh thần trách nhiệm. Tuổi kệ sổ, trở nên bình tĩnh và quyết đoán hơn. Tuổi tân sổ, đi tới thành công nhờ sự nhanh nhạy. Tuổi quỷ sổ, cơ thể có dấu hiệu suy nhược nghiêm trọng. Con số may mắn số 1, số 66, màu mắt, màu sắc may mắn, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ 3. Tử vi ngày của tuổi dân công việc. Vận trình công việc của người tuổi dân trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Tỉnh ích kỷ đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích chung của tập thể không đem lại cho những chủ hộ nhiều hiệu quả trong công việc. Ngoài ra, người tuổi dân nên hạn chế việc quyết định nhanh chóng để giảm thiểu thiệt hại gây ra không đáng có. Tình cảm Vận trình tình cảm bất ổn, suy nghĩ tiêu cực của con giáp này vô ý trở thành nguyên nhân của những cuộc cãi vã giữa bản mệnh và người ấy. Con giáp này nên cân bằng tốt cảm xúc của mình trước khi muốn mở lời nói chuyện với nửa kia. Tài chính, vận trình tài lộc lên xuống thất thường, công việc chính không đem lại nguồn thu nhập như thường ngày. May là người tuổi này vẫn có cách quản lý tài chính nên vẫn có thể thoải mái chi tiêu. Cẩn trọng, Việc phá vỡ thói quen ăn uống khoa học, tập luyện thể thao dễ khiển sức khỏe giảm sút. Tuổi giáp dần, con đường công danh sự nghiệp phát triển cực nhanh. Tuổi bính dần, điềm bảo thăng tiến rất rần, cần nắm bắt kịp thời. Tuổi mậu dần, đón tin vui về tài chính từ nhiều lĩnh vực. Tuổi canh dần, có điềm bảo phát tài, tiền bạc ao ao đổ về. Tuổi nhâm dân, không gặp nhiều may mắn trên con đường tình duyên. Con số may mắn số 29, số 32, màu sắc may mắn, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc Phần trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, êm xuôi Con gấp này đã dần già đã giải quyết được những quyết định khó khăn vướng mắc trong công việc những nỗ lực không ngừng nghỉ của con giáp này được cấp trên ghi nhận cơ hội thăng tiến trong tương lai là rất lớn. Tình cảm, phần trình tình cảm tốt đẹp, viên mãn. Tuổi mạo biết cách ăn nói, cộng sự với sự tinh tế, dễ dàng có được tình cảm của người ấy. Cuộc sống vợ chồng càng thêm hạnh phúc, thuận hòa nhờ vào những nỗ lực phun vén tình cảm của những người trong cuộc. Tài chính, vận trình tài lộc do giao nhờ những kế hoạch kiếm tiền rõ ràng, chi tiết mà bản mệnh nắm bắt được các dự án đầu tư tốt. Cẩn trọng, tài chính gặp vấn đề trở ngại khi tính tham lam ích kỷ chi phối con giáp này. Tuổi ất mão có những tin vui về cơ hội thăng tiến phía trước. Tuổi đinh mão nên bền trí vượt qua những trở ngại hiện tại. Tuổi kỷ mão có cơ hội tăng thêm thu nhập trở nên bỏ lỡ. Tuổi Tân Mão bận rộn hơn nhưng thu về những thành quả xứng đáng. Tuổi Quý Mão con đường tình duyên chắc trở, tình cảm nguội lạnh. Con số may mắn số 13, số 22, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi hợi. Năm, tử vi hàng ngày của tuổi thìn công việc. Vận trình công việc của người tuổi thìn trong ngày hôm nay diễn ra không có gì nổi bật đã đến lúc con giáp này nên mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Các đức mọi sự cứng nhắc khuôn khổ để có thể có bước đột phá lớn trong công việc và đừng ngần ngại cho phép bản thân thử sức với những lĩnh vực mới. Tình cảm Vận trình tình cảm ngập tràn tiếng cười và sự mãn nguyện, tố thân chủ động dành cho đối phương những tình cảm chân thành, cử chỉ quan tâm đúng mực mà những người đang yêu mong muốn nhận được tài chính, vận trình tài lộc bình ổn, nguồn thu nhập ổn định đem lại cho con giáp này cuộc sống tương đối không dư dả dạ cũng chẳng tủng thiếu. Cẩn trọng, đề phòng tai nạn bất ngờ hay vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông. Tuổi giáp thân đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc. Tuổi bình thân phải trải qua không ít thử thách do tiểu nhân gây ra. Tuổi mậu thân cần quyết tâm cao độ, chớ nghĩ tới việc bỏ cuộc Tuổi canh thân cần tập trung khắc phục vấn đề toàn diện Tuổi nhâm thân gặp phải những tin xấu về sức khỏe con số may mắn số 52 số 14 màu sắc may mắn màu cam quý nhân phù trợ tuổi dân 6 tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn tiềm bảo có một vài rắc rối phát sinh bất ngờ, dạy quyển còn giáp này nảy sinh, nhận xích mít tranh cãi với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung công sức và thời gian này cho việc giải quyết những vấn đề trước mắt, tránh đại tình hình công việc chuyển biến tệ hơn. Tình cảm Vận trình tình cảm kém sắc, có hung tinh đeo bám tình yêu của các cặp đôi đang đẹp bỗng, bỗng chốc rạn nứt đổ vỡ lúc nào chẳng hay. Nếu vì những hiểu lầm và mâu thuẫn thì hãy cùng nhau ngồi xuống bày tỏ những suy nghĩ của bản thân để đối phương hiểu và cùng nhau tìm hướng giải quyết. Tài chính, vận trình tài lộc giảm sút, tiền bảo có hao hụt trong tiền bạc đòi hỏi bản mệnh phải có sự khéo léo thông minh trong cách sử dụng tiền bạc. Cẩn trọng, tài chính gặp vấn đề tránh đầu tư hay hợp tác lớn. Tội, ất tỵ, có điềm bảo đường tài lộc từ sáng. Tội đinh tỵ có thể kiếm được số tiền lớn về tay. Tuổi kỷ tỵ cần có kế hoạch quản lý chi tiêu thận trọng. Tuổi tân tỵ con đường tình duyên không có nhiều biến động. Tuổi quý tỵ có cảm giác an toàn khi ở bên người ấy. Con số may mắn số 11, số 22, màu sắc may mắn màu tím. Quý nhân phù trợ tuổi dân 7 tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng khối lượng công việc tăng nhanh đáng kể khiến cho con giáp này vô tình bị cuốn vào vùng xảy của những rắc rối áp lực bán mệnh nên bình tĩnh và đưa ra những phương án sắp xếp công việc hợp lý để nâng cao hiệu quả hơn tình cảm vận trình tình cảm gặp điều buồn phiền Việc không bằng lòng với sự thỏa hiệp và lắng nghe luôn là nguyên nhân khiến cho những cuộc tranh cãi trở nên gay gắt. Người độc thân nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm trong lòng mới mong chinh phục được nửa kia. Tài chính, vận trình tài lộc có biến động, công việc gặp khó khăn khiến thu nhập không ổn định, bản mệnh nên có những phương án kiếm tiền dự phòng. Cẩn trọng, con giáp này nên chú ý tới những việc chăm sóc sức khỏe của mình hơn thay vì mãi mê với con đường sự nghiệp tuổi giáp ngọ đón các khí vượng gặp nhiều chuyện như ý tuổi bính ngọ có cơ hội thể hiện năng lực của mình tuổi mậu ngọ chớ làm việc hời hợt kẻo bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp tuổi canh ngọ kinh doanh thuận lợi hàng hóa bán chạy tuổi nhâm ngọ chuyện tình cảm thêm phần ngọt ngào lãng mạn con số may mắn số 33, số 70, màu sắc may mắn màu vàng đất quý nhân phù trợ tuổi tuốt. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc. Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn, sự bất cẩn, thiếu suy nghĩ trong cách đánh giá người khác dễ khiến con con giáp này bị kẻ khác ghen ghét. Bản mệnh nên thay đổi cách nhìn nhận của mình, tránh độc đoán hay phiến diện trong công việc chung. Tình cảm, văn trình tình cảm có chút rắc rối phát sinh dù là người đã lập gia đình hay đang trong mối quan hệ yêu đương cũng cần có sự chia sẻ lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau nhưng điều này không có nghĩa là không cho đối phương quyền riêng tư tài chính vận trình tài lộc có dấu hiệu đi xuống người tuổi mùi nên thận trọng trước các lời mời hợp tác đầu tư tránh nhẹ dạ cả tin cẩn trọng nên duy trì thói quen đi bộ sau bữa ăn tối để có giấc ngủ chất lượng hơn tội ất môi vận trình gặp nhiều sóng gió do dễ tin người tội tinh môi đề phòng những kẻ tiểu nhân gây hại về tài lộc tội kỹ môi có thể trở thành đối tượng của những kẻ muốn lừa lọc Tuổi tân môi nên có kế hoạch chi tiêu khoa học tích lũy cho tương lai Tuổi quỷ môi có thể gặp rắc rối liên quan tới sức khỏe con sổ may mắn số 15, số 40 màu sắc may mắn màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi mão chính tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra không mấy xuân sẻ đêm bảo vận trình sự nghiệp có kẻ tiểu nhân cản đường và cản trở con đường đi tới vinh quang trải đầy trong gai chắc trở nếu không có bản lĩnh và lòng kiên định e rằng sẽ khó vượt qua tình cảm trên tình cảm khởi sắc nhờ tam hộp cục che đỡ mà chuyện tình yêu của đôi lửa càng thêm bền chặt sắc son giữa các cặp đôi dù đang tồn tại nhiều mâu thuẫn hiểu lầm cũng nhanh chóng được hóa giải tài chính vân trình ta lộc đi xuống bởi vì bản mệnh nhẹ dạ cả tinh nên người tụ thân dễ trở thành đối tượng bị lợi dụng lừa gạt của người khác cẩn trọng tình hình tài chính gặp trở ngại nên thận trọng trước các quyết định chi tiêu tuổi giáp thân lanh lẹ tìm thấy những thời cơ để tự phát triển tuổi bính thân trở nên nổi bật so với các đối thủ khác tuổi mậu thân được quý nhân giúp đỡ rất đúng lúc tuổi canh thân quý nhân chỉ đường để tiết kiệm thời gian và công sức tuổi nhâm thân có nhiều cơ hội cải thiện con đường tình duyên con số may mắn số 42 số 67 màu sắc may mắn màu xanh nhạt quý nhân phù trợ tuổi thân. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi dậu công việc Phần trình công việc của những chú gà trong ngày hôm nay diễn ra có chút khó khăn. Cách thành sự thiếu khôn ngoan dễ đưa con giáp này vào tình cảnh dở khóc dở cười, nhất là trong sợi dây mỗi quan hệ xã hội. Nếu mỗi người khác thay đổi cách nhìn nhận về mình, bản mệnh buộc lòng phải thay đổi bản thân trước tiên. Tình cảm Phần trình tình cảm em đêm hòa hợp ngày hôm nay cho thấy tình yêu lứa đôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tác động ngoại cảnh. Dù mỗi quan hệ vẫn còn tồn tại nhiều điểm khác biệt, nhưng người trong cuộc luôn biết cách để dung hòa lẫn nhau. Tài chính, vận trình tài lộc bên ổn, sự khéo léo, nhạy bén đem lại cho con giáp này nhiều cơ hội kiếm tiền đáng giá, bù đắp cho khoản hao hụt do công việc chính gặp khó. Cẩn trọng, Người tuổi dậu có thói quen ngủ sau khi bữa ăn gây ra nhiều vấn đề bất lợi cho dạ dày. Tuổi ất dậu làm việc kém tập trung không dành hết tâm sức. Tuổi tinh dậu có thể gây ra sai sót khiến cấp trên không hài lòng. Tuổi kỷ dậu tiền bạc tiêu tốn nhưng chưa giải quyết được vấn đề. Tuổi tân dậu trở hành động liều lĩnh mà gây ra những hậu quả khó cứu tuổi quý dậu nhân duyên hài hòa rất tốt cho người độc thân con số may mắn số 3 số 19 màu sắc may mắn màu hồng đậm quý nhân phù trợ tuổi Sửu 11 tử vi hàng ngày của tuổi Tuất công việc vận trình công việc của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra tương đối thuận lợi bản mệnh hoàn toàn có thể tự tin vào trí tài và các quyết định của mình trong giai đoạn này đây là thời điểm thích hợp để người tuổi tuất mở rộng quy mô kinh doanh buôn bán. Tình cảm vấn trình tình cảm ảm đạm ngày hôm nay ít nhiều ảnh hưởng tới tình cảm cảm xúc của con giáp này, sự nóng nảy và những lời nói phát ra trong lúc nóng giận, tiêu cực, làm chế ngự, khiến cho người kia, người ấy cảm thấy đau lòng, tổn thương. Tài chính Vận trình tài lộc xa xúc, Chính vì sự chưa xác định được mục tiêu để tiết kiệm tiền nên người tuổi tuất vẫn còn đang có xu hướng tiêu xài hoang phí. Cẩn trọng, lời ăn tiếng nói thiếu suy nghĩ, thận trọng, dễ trút họa vào thân. Tuổi giáp tuất vận tiểu nhân vượng ảnh hưởng đến tinh thần làm việc. Tuổi bính tuất khó tránh khỏi kẻ dèm pha, tình đồn thất thiệt. Tuổi mậu tuất khó bảo vệ bản thân trong tình huống tình ngày lý giang tuổi canh tuất, con đường tình duyên không có nhiều biến động. tuổi nhâm tuất, người độc thân nên mở lòng mình hơn. Con số may mắn, số 62, số 17, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc Phần trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra khả quan, dễ dàng. Mọi kế hoạch của con giáp này dường như đều đi đúng theo hướng mà bản mệnh mong muốn. Mặc dù những bước đi đầu còn khó khăn và chậm tiến, nhưng chỉ cần kiên trì thì thành công sẽ không bao giờ bỏ ta. Tình cảm Phần trình tình cảm có bước tiến đáng kể. Tuổi hợi với nửa kia nhận ra đối phương là người không thể thiếu trong cuộc đời mình. Các cặp đôi nên dành hơn nhiều thời gian nữa để chia sẻ cùng người bạn đời, có những niềm vui, nỗi buồn gặp phải trong cuộc sống thường ngày. Tài chính vận trình tài lộc do giàu nhờ chính tài so chiếu mà vẫn mai tài lộc đem lại cho người tuổi hợi nguồn lợi nhuận khủng từ công việc kinh doanh làm ăn. Cẩn trọng thói quen nằm nghỉ ngay sau bữa ăn hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Tuổi ất hợi chịu nhiều thiệt thòi do chính sự bất cẩn của mình. Tuổi tinh hại công việc đang yên đang lành bỗng dễ gặp sự cố Tội kỹ hại, khó nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Tội tân hại, cần rèn luyện tính cẩn thận và chu đáo hơn. Tội quý hại, chuyện tình cảm không suôn sẻ như mong đợi. Con số may mắn số 61, số 17, màu sắc may mắn màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi tí.